Bây giờ kể ở Phú Yên. Phú Yên, vô tới Phú Yên rồi đó. Thì cái con bé này nó học lớp 11. Học lớp 11. Thì cái hôm đó là nó ở trong cái tổ văn nghệ, cho nên nó đi tập văn nghệ, nó về tối. Thì nó có cái ông chú, mà ông chú này là một cha khác mẹ, ông nội nữa, nhưng mà ông nội nó là hai đời vợ. Thì bố nó là cái đời vợ trước, còn cái ông chú này là bà vợ sau. Thì ông có chiếc xe gắn máy mới giải phóng mà được chiếc xe, xe đam là mừng dữ lắm. Ông là cán bộ, mà cán bộ nông nghiệp. Ông mới về, ông chở con nhỏ này hoài mà nó chở không có được. Nó biết ông chú nó cái tánh tình không có tốt, cho nên nó từ chối. Ngặt cái bữa đó, đó là cái ngày thì tổng vợt văn nghệ nó về tối quá, nó không có cái phương tiện nó về, cho nên ông chú nó mới đón ở ngoài cổng trường chở nó về. Cái đó mà vạn bất đắc gì thì cuối cùng hết rồi, ông chở nó đi cái chỗ vắng, ông hại đời nó, rồi ông đào cát ông chôn luôn. Ông trời biết chứ ai biết. Hai chú cháu, ông trời biết chứ ai biết. Tức là ba ngày như vậy mà bố nó đi tìm không có được, chạy lên chạy xuống. Thời gian là mới dậy phải giải phóng. Thì ông ấy nắm một cái nắm lá, ông đi vô cái bãi cát đó, có cái bờ sông mà, bờ sông cũng nhỏ nhỏ mà cát. Ông nói: con ơi, bố biết con chết, nhưng mà ở đâu thì bố không biết. Bây giờ con có linh thiêng đó, thì con điềm chỉ cho bố, bố đem về bố chôn chứ. Ba mẹ bức xúc lắm. Ông giải cái về cái nó bay tới cái chỗ đó, nó quần quần rồi nè. Ông ngồi xuống có mấy tấc, ông đụng cái xác đó, ông đem nó về. Nhưng mà quý vị biết là cái thời gian mới giải phóng là tòa án rồi vấn đề luật pháp của mình nó còn lôi thôi lắm, không phải như bây giờ đâu. Thì đem nó về nhà làm đám. À thì trong cái thời gian 3 ngày đó chứ đi kiếm, thì cái ông chú nó cũng đi kiếm, lấy xe chở bố nó đi kiếm, đồ này đi kiếm, đồ kia nó lăng xăng lắm, coi như là mình bình thường. Đánh lạc hướng mà. Khi mà đem cái xác nó về đó thì làm cái rạp để ngoài sân người ta cử, không có đem vô nhà. Chết trôi chết băng, cái trời đánh rồi người ta cử thì không đem vô nhà, mới lọt cái rạp để ngoài sân. Thiên hạ bà con rồi người ta tới người ta thăm lắm, thì ông chú nó cũng lăn xăng rồi khiêng ghế khiêng bàn lên ra đây, nó nhập vô ông chú nó. Nhập vô chú nó: chú gian ác lắm, con biết tánh tình của chú không có tốt, con từ chối. Nhưng mà cái bữa đó là tối quá rồi, con không có phương tiện về, cho nên chú chở con về, chú hại đời con. Tại đây bây giờ là cả xóm chòm, cả địa phương, ấp phường người ta có mặt đó, đời báo cho công an huyện xuống rồi để cộng đem về. Cuối cùng xử băng. Chuyện ở Phú Yên, chuyện ở Bình Định. Phú Yên tới Bình Định nào? Bình Định trước Phú Yên sao chứ? Bình Định. Tức là cái anh này đi câu mà ở khác xã. Cái xã A là tới cái xã B này câu, nhưng mà cái ao đó ngày xưa là bom Mỹ nó thả, chứ không phải là cái ao làng. Bom Mỹ nó thả thành cái ao. Thì có hai cha con, cái ông nông dân này đang trồng khoai,
Mới thấy cái anh cậu cá này mà lợi mày đuổi, chú mày ở đâu mà tới địa phương tôi câu. Anh này anh nói ông vô duyên quá, này cái hố bồm chứ của nhà ông rồi mà ông cấm cấm cả. Hai bên cãi giả với nhau. Thì cái thằng con trai nó 21 tuổi, 21 thanh niên, cái máu nóng mà cãi cãi nhau, nó trở cái cài cuốc nó đế vô đầu anh này, cái lăn lăn cái giải chết, chết tươi liền tại chỗ. Có ba người. Bây giờ ông bố đó, cái tình cảnh bây giờ ông mới làm sao? Ông mới bẻ cần câu, quăng chiếc xe đạp xuống dưới ao đó, trói cái anh này lại với cục đá. Hai cha con khiêng cái anh này bỏ xuống ao. Trời biết nó đâu có nổi. Kể là cũng thông minh. Cháu quăng xong thì hai bà bữa nó nổi lên ta biết. Tức là hai cha con đã cột cái anh này lại với cái cục đá, xong rồi mới khuyên quăng xuống dưới ao, xe đạp quăng xuống ao, cần câu quăng xuống ao, đi về. Trời biết chứ ai biết. Thế thì bà vợ phải chờ mãi tới chiều mà không thấy ông chồng về. Một đêm đó rồi cũng không ngủ được, không biết đi câu rồi có cái chuyện gì mà không thấy về. Tới ngày thứ hai cũng không thấy về, ngày thứ ba cũng không thấy về. Mới báo cho địa phương, thì địa phương họ vào cuộc. Bây giờ họ vào cuộc, họ khoanh vùng hết. Bởi vì bà vợ khai là chồng tôi có đeo cái đồng hồ, có một chiếc nhẫn vàng 18, và cái chiếc xe đạp mà bà vợ mất tích, thì công an họ nghi là chắc nó cướp của giết người. Ảnh khoanh vùng hết. Tới 21 ngày không có tin tức gì hết. Tới thì bà vợ bây giờ bà biết chồng mình chết rồi, biết chứ, lấy cái ngày đi câu đó làm cái mốc, thì bảy ngày cúng thất thất ba đó, thất thứ ba 21 ngày, quý thầy tới rồi cúng linh. Bà vợ bà quỳ trước cái bàn thờ tang đó, cái thầy trụ trì ở gần đó tới đi cúng linh. Thế là cái dòng linh chồng của cô này mới nhập vô, chạy ra ngoài sân nó trần đàm giết tôi. Thế là công an nó mời hai cha con Trần Đàm, nó cách ly. 5 phút sau vụ án đó thành công. Ông công an này là thiếu tá, ông đã tôi làm việc đây 21 năm, nhưng mà cái vụ án này là dòng linh nó nói, chứ còn tôi thì không làm được. Nếu không có cái dòng linh này tôi cũng thua luôn. Vậy là có ma không? Có. Mà mình thấy ma không? Không, không, nhưng mà có. Cái cô giáo này á, cô làm hiệu trưởng 40 năm, cô nói cô không tin tâm linh, đã giờ cô không thấy. Bây giờ thầy nói sao cho cô đó tin? Cô không thấy. Thầy cái gì không thấy rồi mày không tin? Thầy hỏi cho trước mặt cô đó có không khí không? Có oxy không? Cô nói có chứ không có sao thở. Vậy cô thấy không khí không? Nó không. Tâm linh giống như vậy đó, tin. Đơn giản rồi đó, đúng không? Ngồi đó không có không khí sao thở chết sao, nhưng mà đâu ai đi thấy không khí. Ở bên Úc á, có một nhóm mà thanh niên họ tốt lắm cái gì, đi làm từ thiện tốt lắm, mà không có một chú trưởng đoàn thì tin, nhưng mà một số anh em nó không tin nhân quả, không tin nhân quả. Cái bữa đó thầy tới để chú đó, chú mới nói sư phụ ơi, con có mấy thằng bạn tốt lắm, nó làm từ thiện tốt lắm mà không có tin nhân quả. Giờ phụ nói sao cho nó tin? Nó nói tập trung đi thầy nói cho. Chiều nó tập trung vô cái tới cái tiệm bánh mì, cái nhà của chú trưởng đoàn đó có cái lò bánh mì đó, tập 11 người. Thầy đỡ thầy hỏi chứ sáng mấy chú điểm tâm,
trưa rồi ăn trưa, chiều ăn chiều, mấy thứ đó nó có ra không, nó ở trong luôn. Trời đất ơi, ra ở trong chết sao ông? Nhân quả. Đấy, uống nước ra nước, mà ăn cái nó ra cái nào nó ra cái đó hết, phải ra chứ. Vô là nhân, ra là quả. Vậy cái vỗ tay tin nhân quả, vậy ta nhân quả đơn giản. Phật pháp vậy đâu quý vị, chứ đâu có gì đâu khó đâu. Ờ, cái bà kia bà không tin thì nó đó không khí đó trước mặt nó thấy không, nó không thấy, mà có chứ không có sao thở. Như vậy cái đời con tâm linh. Chuyện nhà Trang, giờ vô tới nhà Trang rồi đó. Chuyện nhà Trang đó, ở sân bay nhà Trang đó, vậy chung quanh đó là dân người ta làm cái hầm bị trên núi Lụng Bò đó, thì thường thường mấy ông cách mạng ông pháo kích, thì đã 1-2 giờ khuya ông pháo kích xuống cái sân bay đó, cho nên dân chúng ở gần cái sân bay đó nhà nào cũng có cái hầm á, thì cái anh Phật tử này cũng có cái hầm trú ẩn. Khi mà trên núi Lụng Bò nó đề ba đó, thì ông mới đánh thức gia đình ông chung vô cái hầm đó. Thì chiều anh xách đèn pin anh rọi, anh quan sát cái hầm đó rồi bình thường không có chuyện gì. Tức là 1 giờ trên núi Lồng Bờ nó đề ba cái, ảnh kêu con cái ông vô, vô cái rắn hổ nó khè, ông đẩy đứa nữa vô nó khè, ông đẩy thằng nữa vô nó, trời đất ơi rắn ở đâu mà dữ vậy. Mà gia đình nó 11 người, vợ chồng con cái cháu chắc 11 ngày, mà ông đẩy vô rắn nó khè đó 4-5 người, ông hết hồn rồi. Ông mới chạy qua cái nhà kề bên, ông kêu cửa, anh ta cho gia đình ảnh chạy qua trú ẩn. Trái cành ông nó trúng cái nhà, ổng tàn hoàng hết, tàn hoàng sập nhà luôn. Thì sáng ảnh về đó, ảnh thấy nhà nó sập, mà trong cái hầm đó là máu không. Anh mới nói lạ đó, vợ chồng con cái mình có chung vô đâu mà chết, mà ai chung vô đây chết. Mình rọi đèn chiều nào mình cũng xét đèn pin mình rọi, mà sao bây giờ lại có máu đâu này. Ông quan sát lại rắn ông, rắn cha, rắn bà, rắn trao, rắn cắt, 11 con rắn chết trong cái hầm đó. Anh mà mua 11 cái quách nhỏ nhỏ con nít đó, liệm vô cứ con cái hòm, lên viện Phật học Hải Đức mời quý thầy xuống đưa linh ra nghĩa trang của Phật giáo đèo rù rì cho 11 con rắn. Thầy có đi đưa 11 con rắn đó. Mười một con rắn thay 11 mạng người trong nhà ông. Ông để tang ông lại đàng hoàng, sắp hàng 11 cái quách, vợ chồng con cái để tang, quỳ lại đàng hoàng, quý thầy tụng kinh xong rồi đưa linh ra ngoài nghĩa trang Phật giáo đèo rù rì đó chôn 11 con rắn. Năm 1971 thầy ở Nha Trang. Rồi vô tới Phan Rang. Đi lần vô tới Phan Rang rồi đó. Ngày 2 tháng 9 Quốc Khánh, hai đứa học trò nó ở Phan Rang, nó lên trên cái bờ sông đó nó đi chơi. Mà cái tháng đó là cái đập đa nhiêm nó xả nước vô cái sông rồi nó chảy dữ dằn lắm. Hai đứa nhỏ nó chết ở dưới. Thì tối nó về nó báo mộng cho cô giáo nó. Nó nói em á, thì ngồi tại cái cục đá đó, còn bạn của em là trôi 2 cây số. Sáng cô giáo nó mới đến nhà bố mẹ mới nói hai đứa nhỏ nó đi chơi nó chết hết rồi, nó về nó báo mộng. Thế thì ba mẹ nó mới lên nó cậy người ta xuống vớt nó. Thì cái ông mà vớt hai đứa nhỏ đó, ông nói rằng trước khi mà tôi bước xuống đó cái bờ sông đó thì phải cột cái dây ngang cái lưng tôi, hai chú thanh niên ở đằng sau nó ghi lại sợ tôi trôi. Thế mà tôi bước xuống tôi đạp cái đầu con nhỏ nó ngồi tại cái cục đá đó, còn cái con nhỏ kia thì nó trôi 2 cây số đúng.
Ông mới nói không có cái vật gì mà xuống cái bờ sông đó mà không trôi hết. Bởi vì cái tháng đó là đập ra nhiêm nó xả nước, cho nên nó chảy xiết. Mà con bé này nó cũng khoảng 30 kg, và ngoài 30 kg làm sao mà nó không trôi được. Nó về nó ngồi tại cục đá đó, còn cái con bạn nó thì trôi 2 cây số đấy. Ông nó ổng vớt, nó ổng kệ. Thầy ra ngoài đó thầy vớt hai con nhỏ đó, đem cái xác nó lên rồi đem về chôn rồi. Nhưng mà gia đình bố mẹ nó thỉnh thầy ra vớt 2 cây dòng đó. Thì trước khi mà đi ra đó đó, thầy ghé cái chùa ở thành phố Nha Trang đó để làm lễ. Xong rồi mới thầy trò mới lên từ nhà Phan Rang mà lên cái chỗ nó chết là 40 cây số, đi vô cái bờ sông rồi vớt đó. Thế là trời thì mưa, mà cái đường lúc đó là nó đang cải tạo trơn trượt lắm, đi xe nó chậm chạp lắm. Thì thầy vừa về tới chùa, thì vô trong chùa mấy thầy mấy Phật tử trong chùa nói cái vong linh nó về rồi sư phụ ơi. Thầy hỏi sao mấy cô biết nó về? Nó dành nó bưng, nó không cho tụi con bưng. Nó bưng lên nặng sư phụ về quy y cho nó. Là cái con nhỏ mà ngồi tại cục đá đó là nó về rồi, thầy chưa về tới chùa là nó về rồi. Thì Phật tử họ nói nó về nó dành nó bưng, nó không cho ai bưng hết. Nên mới biết chứ nó làm sao biết. Thôi vậy được. Rồi thầy trò mấy y áo lên chùa làm lễ, xong rồi mới làm lễ quy y cho nó, đặt pháp danh cho nó, xong thầy về. Chuyện ở Phan Rang. Bây giờ thầy kể cái chuyện đám cưới ở dưới miền Tây quý vị nghe vui lắm. Cái bà này bà nghèo dữ lắm. Sóc Trăng. Bà đẻ 2 thằng con sanh đôi, bà nghĩ bây giờ mình nghèo quá, mình đặt con nó cái tên gì lớn nó đỡ đỡ chút để nó nghèo như mình tội nghiệp. Cái thằng mà ra trước là sanh đôi mà. Thằng ra trước bà đặt là Nguyễn Văn Tiền. Thằng ra sau Nguyễn Văn Vô, Tiền Vô. Nghèo thấy mồ mà tiền đâu vô. Tức là cái ý của bà đó, bà cũng ước ao là mai mốt con mình nó lớn lên, nó có tiền nó vô để nó nghèo như mình tội nghiệp. 22 tuổi bà cưới vợ, cái thằng lớn nó không chịu. Là bây giờ hai anh em sanh đôi thì cưới là cưới hết một lượt, nhưng mà phải hai cô gái đó sanh đôi nó mới chịu. Bà nói trời ơi, mày đòi hỏi cái chuyện gì khó dữ vậy, mày biết ở đâu mà hai con gái sanh đôi mà biết ta có chịu không. Nhưng mình đã quyết định là lấy vợ một lượt, nhưng mà hai cô gái sanh đôi. Bà ra ngoài chợ, bà có cái điện thoại, bà cho số điện thoại ngoài chợ 5-7 người gì đó. Mấy chị có biết cái làng nào mà có gia đình nó đẻ con gái sanh đôi chỉ tôi đi ngồi xuôi. Chứ giờ 2 thằng con tôi nó đòi ngặt nghèo, nó biểu cưới vợ một lượt mà hai đứa con gái sanh đôi tôi biết ở đâu có. 6 tháng sau thì có một cuộc điện thoại gọi tới đó. Ở cái làng tôi có cái gia đình có đẻ 2 đứa con gái sanh đôi, bà tới đó ngồi xuôi. Bà mừng quá, bà tới là bà ngồi xuôi. Hai bên ngồi nói chuyện với nhau. Thì cái bà gái bà nói người ta đi nói tôi gả nó cũng không chịu nữa. Gả hết một lượt, nhưng mà hai người chồng cũng sanh đôi nữa. Bây giờ tôi cũng rắc rối quá. Bà này bà nói tôi cũng rắc rối nữa. Giờ nó đòi cưới vợ một lượt mà hai đứa sanh đôi tôi biết sao. Thôi bây giờ đó tôi với bà ngồi xui nha. Này bà, hai đứa gái sanh đôi, tôi 2 thằng trai sanh đôi. Rồi cái bà gái bà hỏi chứ con bà tên gì. Bà này bà nói cái thằng lớn đó Nguyễn Văn Tiền, cái thằng nhỏ Nguyễn Văn Vô. Thôi cũng được, kệ nó có tên thôi, tiền vô tiền ra cũng được. Đàn trai mới hỏi đàn gái con có chị đó, tên gì. Bà nói con lớn nữa đó Nguyễn Thị Đậm, con nhỏ là Nguyễn Thị Đà, tiền vô đậm đà. Tiền vô đậm đà.
một cái đám cưới nữa ở Quảng Nam. Thì cái đám cưới Quảng Nam trên cái sông Thu Bồn đó, là cái cậu con trai thì chết, đi giăng lưới chết. Cái khúc dưới đó thì cô con gái đó đi cắt cỏ cho bò chết, mà cách nhau 10 cây số. Thì cái hôm đó là cái ngày giỗ của cái anh thanh niên đó. Cái thằng em trai ở Sài Gòn nó đi học ở trống, nó về nó dự cái đám giỗ anh nó. Thì cái thằng anh nó, cái thằng chết mà đi giăng lưới đó, mới nhập vô biểu gia đình bay xuống, nói cái cô gái mà cắt cỏ bò chết đó làm vợ thương dữ lắm. Người ta hỏi thương hồi nào chết rồi mới thương. Bây giờ đàn trai họ không có tin, họ nói thôi nghe lời cái yêu ma đó là mê tín dị đoan mệt lắm, tức là cái vong linh nó làm cho ông già phải tin. Thứ nhất là nên bố không có ăn thịt chó nha, bố không ăn thịt chó nha. Ông bố nó đâu có nghe, bữa đó ông đi ăn thịt chó, về nó quần cho ổng một đêm đó, rồi ngồi xuống dưới ao đó lấy cây dao lam cạo cái đầu, nhưng mà không có đứt, nói càm ràm cạo cái đầu sọc ràng không, tới chừng đó mới tin. Bây giờ nó làm cái cú đó ổng mới tin, nó biết đừng ăn thịt chó nữa. Ông cài ông ăn, nó hành ông một đêm đó. Thế thì đàn trai mới xuống với đàn gái đó. Thì đàn gái mới nói là con gái tôi nó chết, cái hình nó thờ ở đó đó. Bây giờ mới hỏi ra đó, thì cái ông bố của cái anh con trai đó thì giớ cái vong của cái cô nữ, mà bố của cô nữ thì giớ cây dông của cái cậu nam. Nó có cái chuyện nó đặc biệt vậy đâu. Rồi bây giờ thống nhất là mà làm thôi, nó nói vậy làm đám cưới. Ra ngoài xã đó đăng ký, xã không có cho. Mấy ông bày cái chuyện tàu lao tự nhiên chết ở đâu về nhập vô làm đám cưới, không có cho. Làm gì đó làm. Rồi bây giờ hai bên mấy ba chuẩn bị làm mà đám cưới hai họ đồ đàng hoàng nha, đàng hoàng. Cái bữa đi rước dâu đó thì cái anh em trai của cái anh mà đi giăng lưới đó nhập vô, đi xuống về nhà gái đi rước dâu, nhưng mà nhà gái thì không có ai hết, chỉ có nhà trai là cái người em nó nhập vô, thì dẫn cái họ nhà trai xuống nhà gái đi rước dâu. Bây giờ xuống nhà gái đó thỉnh cái hình của cô dâu đó, thỉnh cái hình chứ làm sao, đi vô chùa chứ đi đâu vậy. Mấy bên đàn trai đó, họ đàn trai đó đi xuống rước dâu, nhưng mà bên đàn trai có chú rể là em của cái người chết đó làm chú rể đi xuống đi rước dâu. Còn bên nhà gái thì không có ai hết, cho nên bê cái hình của cô gái đó đi vô chùa nhờ quý thầy làm lễ hằng thuận. Hai cái đám cưới đó đặc biệt. Rồi kể chuyện Dũng Tàu. Dũng Tàu thầy đã biết bao nhiêu chuyện Dũng Tàu, nhiều chuyện lắm. Cái cô này Thiên Chúa giáo, 32 tuổi, mở cái điện thoại di động thấy có cái tin nhắn cô gái nào đó không biết, mới thắt cổ chết. Thì ông chồng thì đi xe ôm về, mở cửa vô thấy bà vợ treo cổ, nhưng mà cái chân thì không có hỏng đất, còn chấm dưới đất mà chết. Cái nhà thì bề ngang 4 thước, rồi mới làm cái màn kéo ngang. Rồi cô này là uống tóc, thì có cái cây mà gác ngang đó, cây sắt nó bằng con chân cái vậy, treo cái dây trên cái cây sắt đó đó, thắt cổ, thì cái chân này chưa có hỏng,
mà chết. Thì ông chồng mới tri hô lên, thì công an địa phương nó tới, nó khám nghiệm cái hiện trường, nó nói anh là dựng cái hiện trường giả, chứ làm gì thắt cổ mà không có hỏng là do sao chết. Nó bắt anh này nó giữ lại nó điều tra một tuần lễ, thôi không có chuyện gì hết về. Thì cô ta mới nhập vào bà mẹ ruột, mẹ nói mẹ lên Bà Rịa, mẹ mời sư phụ mẹ xuống thì dẫn dòng con, rồi khổ lắm. Bà già bà lên bà tâm sự, bà nói chuyện bây giờ tôi đậu Chúa, nhưng mà giờ con nó chết rồi, giờ nó về nó nhập cho nó kêu tôi lên nhờ thầy lên vớt nó dòng nó, giờ nó khổ lắm. Chiều thầy xuống thầy làm lễ đó, với cái dông đó về. Ba ngày sau nó nhập vô bà già, nó nói mẹ, mẹ lên mày nói sư phụ á, xuống vớt giùm cái anh mà đụng xe trước nhà mình á, chết trước nhà mình cách cái cửa nhà 100 thước. Bà già lên bà nói trời ơi, đằng trước nhà tôi có cái cậu thanh niên đi nhậu say rồi về té xe chết trước đó, giờ nó nói tôi lên tôi mời thầy xuống vớt dùng cái cậu thanh niên đó. Trời đất ơi, thầy xuống thầy đo từ cái cửa nhà nè tới cái chỗ mà công an nó xịt sơn đúng 100 thước. Thầy nói cái thân mày chưa xong mày còn tào lao nữa. Cái thân này chưa xong này còn tào lao rồi nhờ dùng cái anh thanh niên đó nữa. Mà thầy xuống là thầy tài xế, thầy mày lấy dây mày đo thử từ cái cửa nhà nó tới cái chỗ mà cái anh này té xe mà công an nó xịt sơn nó thiệt đúng 100 thước luôn. Nó nói 100 thước, 100 thước. Để Vũng Tàu ai ra vợ kể chuyện ở Long An, huyện Bến Lức tỉnh Long An. Là cái cô này á, cổ chết hồi 3 tuổi. Em của cổ năm nay đó là 68 tuổi, thì cổ đã 70 tuổi. Cái cô mà chết 70 tuổi, bà già 91 tuổi. Thầy xuống tới cái ao đó, thầy dỡ cái dông đó, thì bà già đó đi phải 2 người kè, phải 91 tuổi, yếu lắm, hai bên kè 2 cái nách. Bà vô bà ngồi cái bờ ao đó, thầy trì chú và thầy dỡ cái dông đó, cái con bé nó nhập vô má đó, con nhỏ 3 tuổi nó chết này 70 năm mà nó nhập vô đó mà. Nó nói đủ thứ chuyện trên đời hết. Mấy chục năm nay con ở dưới đây đó, lạnh lẽo bơ vơ đói khát, không có ai ngó ngàng, không có ai chăm sóc. Bữa nay sư phụ tới phụ giới con đây mừng quá, vỗ tay vỗ tay. Rồi bà đứng dậy bà đi te te, bà đi khỏi ai dìu hết, đi mình đi ra xe đi mình. 70 năm, 70 năm. Thì nó nhập vô bà đi mới được, còn hồi nó không nhập vô 2 người kè. Bây giờ nó nhập vô rồi bà đứng dậy bà đi ra ngoài xe đi tỉnh bơ, còn hồi nãy là phải kè vô 2 người kè cái nách, bà đi vô bà ngồi đó đi không được. Mừng quá thưa bố ơi, mừng 70 năm, mừng quá 70 năm. Long An, Vĩnh Long, giờ kể chuyện gì Vĩnh Long. Cái anh ba này đi bộ đội bên Miên, anh về nghèo lắm, nghèo lắm. Thì trong làng của anh có một cái phần đất đó gai gốc không, anh mới về anh mới phát gai đồ, anh dọn dẹp các cái nhà nhỏ nhỏ vậy, rồi cưới vợ 20 năm không ai nói gì hết, xã đâu cũng không ai nói về con, ai đất quan mà. Bữa bên tỉnh đội Vĩnh Long á, đi chiếc xe riếp 4 người, và kêu ông bộ đội đây anh dỡ cái nhà này đi, tụi tôi cho tiền anh giờ đi chỗ khác. Ông bộ đội ông nói trời ơi, tôi đi bộ đội giờ tôi nghèo quá mấy cha ơi,
đất này đất quan, tôi dỡ nhà tôi cất tôi ở 20 năm có ai nói vậy đâu, sao nay mấy ông đuổi tôi, lý do làm sao đuổi. Mấy ông bộ đội này người ta chỉ ở dưới cái nhà anh có 3 cái hài cốt của liệt sĩ, cho nên tụi tôi qua đó cho tiền anh dời đi nè, tôi lấy 3 cái hài cốt. Anh này ông nói vậy hả, vậy là mấy anh biết đó hả? À thế là tôi về đây tôi cất nhà đó, thường thường tôi ngủ tôi thấy bà ông bộ đội đuổi tôi, mà tôi nói mấy ông cũng bộ đội tôi cũng bộ đội, đừng có nhát, nghèo lắm không có chỗ cất nhà ở nhát cái gì. Thỉnh thoảng thấy ba ông bộ đội đuổi tôi, thôi bây giờ đây ba ông bộ đội nằm dưới này, đào lên 3 cái bông xô Trung Quốc có 3 cái hài cốt ở dưới ở Vĩnh Long. Cái anh này á làm cái nghề là đóng đáy ở dưới sông, mà cái làng đó là cái xóm đó đóng đáy không, làm cái nghề bắt cá không. Anh tôi ghét chó lắm thầy, ông đời nào mà nhà tôi nuôi chó mà nó. Cái bữa đó tôi đi cày đáy mà tôi nghe ban đêm mà nghe con chó nó kêu, mà nó kêu thê thảm lắm thầy, nó kêu mà tôi động tâm không thể nào tôi bỏ nó được hết. Tôi rọi cái đèn pin tôi thấy nó gác cái mỏ lên cái bãi lục bình, cái bữa lục bình nó trôi rồi nè, cái tôi vớt nó, tôi vớt nó đem về vợ tôi mới đốt than mới hơ nó rồi làm cho nó ấm đàng hoàng tử tế rồi nó sống. Cái chừng sáng rồi cho nó ăn, nó không có ăn, không ăn. Gia đình tôi rồi ăn gì cho nó ăn, nó không ăn. Tôi mới biểu vợ tôi đó lấy con tôm càng nó nướng để cho nó ăn. Trời ơi, chó mà gặp tôm càng nướng mà tôi khoái chết rồi, không ăn, không ăn. Mình mà nghe tôm càng nướng còn chạy nước miếng nữa, chó không ăn. Không không à, bà vợ mới ra ngoài chợ đó mua cái tô bún bò quế chay, bún rêu gì đó chay, đem vô cho chó nó ăn, còn cho ăn mặn nó không ăn. Thế là bây giờ cả cái xóm nó ăn chay hết, cả cái làng chài đồ ăn chay hết. Thầy mới xuống thầy thăm con chó đó, thầy mới nói thầy là pháp sư, chưa chắc thầy nói mà cái làng này họ ăn chay, chưa chắc. Nhưng mà con chó này nè, nó làm cho người ta ăn hết. Bởi vì người ta nói nè, con chó mà nó biết tu, con người mà không biết tu, thua con chó, cho nên bắt trước con chó ăn chay hết. Chưa chắc thầy xuống đó thầy nói người ta ăn chay đâu, đúng không? Như vậy là cái thân con chó nhưng mà cái tâm Bồ Tát độ cho cái làng đó, độ cái dân chài đó, cho nên bây giờ ở dân chài nó bắt đầu họ ăn chay hết. Họ thấy con chó rồi họ ăn chay hết. Nói như vậy để quý vị thấy về cái mặt tâm linh, mặt tâm linh. Ở Bạc Liêu, giờ chuyện ở Bạc Liêu. Cái bà này á 56 tuổi chết, thì hai sư cô cái chùa gần bên đó mới tới làm lễ nhập liệm. Bà sống dậy, bà nói bà quê ở dưới Cà Mau cá nước á, hai sư cô không dám liệm, gia đình họ sợ quá. Người chết thì ở Bạc Liêu, nhưng mà cái người nhập vô á là ở huyện Cái Nước ở Cà Mau. Mà cô gái này 21 tuổi chết, cái bà này 56 tuổi nhập vô. Hai sư cô sợ quá mới điện thoại cho thầy, vì hai cô là học trò thầy mà mấy năm đó cô lên Đại Tòng Lâm có học. Thầy xuống vậy đó là 8 giờ tối rồi, bà nằm đó không có ngồi dậy được, chỉ lâu lâu đổ chút nước vậy thôi mà nói. Thầy mới kêu cái người chồng đó, bây giờ mấy anh bao chiếc xe tốc hành, bây giờ thầy trò mình xuống theo cái địa chỉ cái cô gái này đó, mình kiểm tra coi nó làm sao, chứ bây giờ thầy cũng chịu thua chứ thầy có làm gì được đâu. Hai sư cô đây cũng bó tay, thầy cũng chịu thua chứ thầy làm gì.
mới đi. Thì đi xuống tới cái địa chỉ đó thì nhà đốt đèn sáng trưng, cái quan tài còn để đó. Gia đình họ thấy thầy trên xe bước xuống, họ mừng quá, họ tưởng đâu đi thầy đi tụng tụng kinh. Thầy kêu cái ông già là cha của cái cô chết ra ngoài sân, thầy nói nhỏ: con anh chết nó nhập vô cái bà trên Bạc Liêu, bây giờ ta liệm không có được, bây giờ tụi tôi xuống để kiểm tra coi đúng không. À, bà nói: trời ơi, sao có cái chuyện lạ, để nó cho địa chỉ cho tụi tôi mới đi được chứ biết ở đâu mà đi. Thôi bây giờ đi vô tụng kinh cái đã. Vô tụng kinh xong đàng hoàng tới bây giờ đó, anh cho cái người bà con của cái cô chết này theo xe của tôi về Bạc Liêu coi cái bà trên Bạc Liêu bà biết không. Thì ông ấy kêu cái bà dì của cái cô chết đó lên xe thầy đi lên Bạc Liêu. Vô tới nhà cái bà này, bà nói: sao dì biết con ở đây mà thì dì thì tới rõ ràng. Thầy lắc đầu, thầy nói: thôi thua ở này không ai làm được. Thôi bây giờ thầy kêu hết cả gia đình lại với hai sư cô nữa, thiết lập một cái bàn Phật trang nghiêm, thầy khai kinh rồi thầy về cho thầy ở không có được. Rồi cả gia đình với hai sư cô đó thành tâm sám hối, từ bi sám pháp đạo tràng để cho cái vong linh người ta nghe. Chứ bây giờ không ai làm được cái này hết. Sau đó thì thầy về, thầy 12 giờ đêm thầy mới ra xe thầy về. Thầy sáng hôm sau thầy mới tới Vũng Tàu. Thì 3 giờ chiều hôm sau thì hai sư cô mới điện lên là cái vong linh nó xuất ra rồi, tụi con chuẩn bị làm lễ nhập liệm. Quý vị tin nổi không? Tin nổi không? Rồi, ở Cần Thơ, cái ông này á nghèo đi bán bông bông, bà vợ thì bán tàu hũ non, 31 tuổi chết, đưa vô nhà thương, tới chừng hết bệnh về là câm, nói không được. Hết bệnh rồi về câm. Rồi 41 tuổi bệnh một lần nữa, vô bệnh viện hết bệnh đuôi, câm đuôi. Tự tử 4 lần mà không có chết. Bây giờ mình có làm gì cho vợ con, giúp đỡ cho gia đình được cái gì, thôi chết rồi chứ câm đuôi có làm gì, ăn bám vợ con. Tự tử 4 lần không chết. 61 tuổi chết, bà vợ mới kêu quan tài lọt rạp, bà con đồ tới chuẩn bị là tấn liệm. Ông ngồi về ông hỏi: chứ làm cái gì ở nhà mà người ta đông vậy? Tức là hết đuôi hết cằm. Nhà làm cái gì mà đông vậy? Tức là thấy mới nói được, mà giờ hết cằm. Mà cái bản thân của ông là cằm đuôi, bây giờ hết cằm hết đuôi. Thôi đem hồn rương đâu trả hết. Rồi xong ông mới nói với bà vợ: cái mạng tôi đó bác sĩ không có làm được gì hết à, trời cứu. Thôi bây giờ tôi vô chùa tôi hốt thuốc nam làm công quả nha. Bây giờ xuống với cái chùa Tịnh Độ cư sĩ ở Cá Răng đó để làm công quả hốt thuốc nam. Cái bữa thầy ghé đó, thầy hỏi thăm thì chị mới nói: thầy có xe thầy đi xuống Cá Răng á, thì bên phía tay trái có cái chùa Tịnh Độ cư sĩ đó hốt thuốc nam đó. Thầy ghé ra thầy hỏi ông kể chuyện cho thầy nghe. Thầy xuống đó thầy nói chuyện với ông ấy kể thầy nghe đó. Tự nhiên cái tôi sống vậy, tôi thấy nhà tôi vậy đông quá, hồn rương tôi hỏi làm gì mà đông vậy, vợ tôi lật đật chạy đồ mất hết. Cái chuyện ở Cần Thơ nữa, cái cô này là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế của Cần Thơ mà có cái vong linh nó nhập vô. Hồi nào thì gia đình không có biết, không biết. Thì bữa đó hai vợ chồng mới lên Vũng Tàu, mới ngồi thưa với thầy: bây giờ con gái con có cái vong nó nhập hồi nào không biết, mà bây giờ nó sinh á, là vợ chồng con lên đây thỉnh thầy xuống làm lễ xuất gia cho nó. Nó xin cái áo tràng, xin sâu chuỗi, xin cái đải,
xin một ít tiền làm lộ phí đi xuất gia. Nhưng mà phải mời hòa thượng xuống làm lễ xuất gia cho nó. Thầy nói không được, mấy điệu tôi ở đây nói sống tôi xuất gia cho chết sao xuất gia, tôi đâu biết làm cái đó mà trong luật không có cho làm cái đó. Thôi đi về đi. Hai vợ chồng ngồi nói hoài, nói năn nỉ đó. Thôi đi về đi, bữa nào tôi sắp xếp công việc tôi điện xuống là tôi xuống tôi giải quyết cho, chứ giờ công chuyện tôi nhiều nó thôi về đi. Hai vợ chồng mới về. Thì đó một tháng sau đó thầy mới điện xuống. Thì xe thầy xuống dốc cầu Cần Thơ đó, thầy kêu tài xế con tắt vô trong trong lề đó, con điện cái số điện thoại này chỗ nhà nó ra, nó rước thầy cho mình biết ở đâu mà vô cái thành phố. Thì xe thầy vừa ngừng xuống thì cái cô gái cái cô sinh viên đó, cô lái xe gắn máy, cô chào thầy, cô rước thầy vô giống như nãy thầy trụ trì đi rước thầy rồi đó. Giờ tài nhưng mà nó nhập vô cái dòng đó, nó nhập vô nó rước thầy vô tới nhà. Thì sát cái chùa đó là Phật học Cần Thơ có mấy căn à, sát cái chùa đó. Nhưng mà mấy thầy bên đó nó không chịu. Thầy nói bây giờ đó làm lễ xuất gia mà cái người sống thầy làm được, cho người chết thì sao thầy làm. Mà bây giờ cái yêu cầu của cái vong linh này đó là làm lễ xuất gia. Thôi thì lên lầu đi. Lên lầu thầy làm lễ xong rồi cái nó nói sư phụ cạo tóc cho con đi. Cái hỏi cạo ai, nó cạo cái cô này. Trời đất ơi, con gái người ta mà đè đầu cạo nó kêu cảnh sát bắt ổng được đâu. Thôi đừng có bày cái chuyện đó, làm lễ làm cho cạo tóc tao có dám. Không xuất gia thì phải cạo tóc, mà không cạo thì con xuất ra không có được. Nó nói nó xuất ra không được. Thầy kêu ba má nó, hai vợ chồng tại đây, bây giờ cạo không, nó cạo được ký vô đi. Đặng mà nó là làng đã sớm này, vợ chồng chịu chứ thôi cảnh sát nó bắt thầy sao. Hai vợ chồng mới xé tờ giấy đôi trong con tập 100 trang đó, chồng ký bên vợ ký bên, thầy đem ra hè thầy cạo. Có người ta chịu trách nhiệm rồi mình cạo chứ có sao đâu, cái yêu cầu nữa mà. Thì trong cái thời gian thầy cạo, thầy hỏi chứ con chết bao nhiêu tuổi, lý do sao chết, bao nhiêu năm. Cái dòng nó nói nhà con giàu lắm sư phụ, ở Mỹ Tho giàu lắm. Hai thằng bạn đi dự cái lễ sinh nhật, nó chở con mà nó uống bia quá trời, nó say té ban đêm té, con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa của Tiền Giang hai ngày sau mới chết. 19 năm, 19 tuổi là 27 năm. Lúc chết 19 tuổi mà năm nay 27 năm. Ai trời. Rồi lý do làm sao mà con xuất gia, nhà con mỗi năm mà dỗ con đó, làm con heo quay ngay sư phụ, bạn bè đông lắm ăn không đủ làm theo con chó nữa, mà con đâu có ăn, con thấy tội nghiệp quá nên con thương mấy con chó ăn heo quá, con phát nguyện con đi tu con độ mấy con chó mấy con heo đó. Nghe chưa, không có ăn, mình dỗ mình ăn chứ người chết không có ăn, làm heo làm bò cúng nữa chưa. Cái vong linh nó nói nó nhà nó một năm năm dỗ nó làm con heo quay, ăn không đủ làm thêm con chó nữa, mà nó không ăn là 27 năm. Cho nên nó thương mấy con heo mấy con chó đó, nó mới đi tu để nó độ mấy con heo mấy con chó đó. Cho nên Phật tử mình có dỗ ăn gì ra chở mua ăn, còn mình cúng ông cúng bà là cúng chay. Bởi vì sao? Cái người Việt Nam mình có cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo đó có trước đạo Phật. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ngót 2000 năm, nhưng mà cái đạo của người Việt Nam thờ cúng ông bà mấy ngàn năm của người Việt Nam. Đạo Phật không có chống đối, không có bài xích, thì cúng sao đó cúng. Nhưng mà đạo Phật khuyên chúng ta là không nên sát sanh để cúng cho người chết, vì người chết không ăn mà họ mang cái nghiệp sát sanh. Như vậy cái người bị mình cúng đó cũng ảnh hưởng, mà cái người mình giết cũng là ảnh hưởng. Cho nên hai cái người này, cái người bị mình cúng còn có tội, mà cái người mình giết con heo con gà đó đi cúng còn có tội. Cho nên mình cũng chay, còn dòng họ mình có ăn
thì mình ra chợ mình mua không, về mình đãi khách, chứ người ta đâu có ăn chay được. Đúng không nè, mình mời khách mà tới đãi chay họ lắc đầu. Đó là, cho nên mình đãi khách thì mình mua cái gì nó chết ngoài chợ về mình đãi, còn mình cúng tổ tiên ông bà, hương đăng quả phẩm, cúng chay, tụng thời kinh Di Đà, niệm Phật A Di Đà, hồi hướng công đức, vậy là tốt nhất. Ở Trà Vinh, để kể chuyện ở Trà Vinh. Cái bà này 96 tuổi bà chết. Rồi con bốn người con trai ở với người con trai lớn người cả đó. Đem hồn rương tới chuẩn bị liệm, bà ngoắt bà nói cầu tao còn sống cho bay. Trời đất ơi, nó chạy nó chung xuống sàn hết trơn. Đang chuẩn bị làm lễ liệm, bà nằm bà ngoắt tao còn sống cho bay. Bây giờ bà sống lại, mà hồi bà còn sống bà không biết chữ, bây giờ bà biết chữ. Cái món ăn hồi xưa bà thích là khổ qua hầm, bây giờ dọn bà không ăn. Cho nên cái cậu con trai nó phải má tôi hồi đó đâu biết chữ, sao giờ bà biết chữ. Cái món ăn hồi đó má tôi thích, giờ má tôi không ăn. Thì má mày chứ má ai mà mày không phải má mày. Không có phải, không phải má tôi. 96 tuổi. Giờ kể chuyện nước ngoài. Thì kể chuyện ở Mỹ. Thì giảng cái chùa Như Lai Thiền Tự ở bang Arizona. Thì 9 giờ tối mới xong cái buổi giảng đã xong rồi. Xuống mệt quá. Cái hai vợ chồng cái anh đem chiếc xe bãi chỗ, anh nói sư phụ ơi, thằng con trai con nó cãi nhảy cầu, nó chết này 3 năm mà nó về nó nhập vô con nhỏ bạn học nó. Nó kêu vợ chồng con lên mời sư phụ vớt nó lên, đông lắm nó không cho lên. Thầy quay xây qua thầy hỏi con nhỏ bạn, sao con biết sư phụ Việt Nam qua mà con kêu gia đình này đi mời sư phụ. Sư phụ xuống phi trường New York con ra con đón mà. Trời đất ơi, tao đi đâu mày cũng biết hết trơn. Thầy xuống phi trường New York, rồi đi vòng đó mà xuống tới đây là 7 bang rồi đó. Tới Arizona là 7 bang rồi đó. Mà nó biết thầy xuống phi trường New York, nó ra nó đón. Thôi đi. Từ cái chùa đó mà đi tới cái cầu đó quay về biết đi là tới 6 giờ sáng mới tới. Mà xe chạy 160 cây số giờ, Mỹ mà. Đứng đó 4 người, thầy là một. Cha mẹ của cái vong linh đó với con nhỏ bạn học đó 4 người. Thầy vậy nó đi hôm qua rồi đột ngột quá, không có đem nhang đèn trái cây lễ mễ sao tụng kinh con. Con nhỏ kia nó nói đâu có tụng gì, con nói tên con sư phụ Trần Văn Hồng 17 tuổi, phụ niệm Phật cho con lên. Thế là niệm có 3 câu: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương linh Trần Văn Hồng 17, về dỗ tại về xong. Về. Thì trước khi đi đó thì ba mẹ nó mới nhờ Phật tử với thầy trụ trì ở chùa Như Lai Thiền Tự đó nấu một mâm cơm chay, bông trái để thầy về thầy làm lễ quy y và an linh cho nó tại chùa đó. Thầy mới bước xuống xe, thầy trụ trì ông ra nói: sư phụ ơi, cái thằng nhỏ nó về rồi, hỏi sao thầy biết. Nó dành nó bưng, nó đâu có cho ai bưng đâu, nó bưng mình nó không à, nó không cho ai bưng hết, là nó về rồi. Thầy la cho nó một hồi: mày đi bằng cái tâm linh, thầy mày nháy con mắt mày tới, mày bắt tao đi từ hôm qua tới nay một ngày một đêm, mày biết mấy chục tuổi không, mày đày đọa tao dữ vậy. Phụ ơi đừng có la con, phụ đừng có la con. Ở Mỹ, ở Đài Loan, giờ kể chuyện về Đài Loan. Bây giờ cái pháp hội ở Đài Trung, chùa Trấn Quốc của Hòa Thượng Quảng Tâm đó, cái pháp hội đã chư tăng 1.000 vị, còn cư sĩ như vị 5-6.000, đông lắm. Thầy ngồi thầy tụng kinh bên đây, một thầy người Mỹ, đây là thầy người Tây Tạng, thầy ngồi chính giữa tụng kinh Di Đà. Ban ngày tụng 3 thời, ban đêm tụng 3 thời, trú dạ lục thời. Thì cái bà đó mấy bà chen người ta bà vô, bà đạp đầu người ta bà vô, tới chỗ phụ bà nói: phụ ơi, con tìm theo phụ này 20 năm khó quá, đi ra đi cái chỗ người ta đang hành lễ, cái chuyện ngày lát nữa nói ra đi.
cây ba ra gốc, cây ba ngồi ngoài. Thì khi mà thầy làm lễ xong thì lên tăng xá đó, chỗ thầy nghỉ đi ngang bà. Bà quỳ xuống bời con chết 204 năm. Trời đất ơi, mày chết về dữ đi đậu thai. Sao chết nghe coi. Ở Hải Phòng hồi xưa đi đánh cá đó, đâu có máy móc gì, bảo chìm tàu chết 19 tuổi 204 năm. Thì ở Hải Phòng mà thầy ở Vũng Tàu, mày đi bằng cái tâm linh chứ đi tàu đi ghe về mấy chục năm. Còn ở Na Uy, ủa sao nãy nói ở Hải Phòng Na Uy, cái nữ này cái xác này ở Na Uy. Ừ, thôi rồi bây giờ thầy trò gặp nhau rồi, có gì yêu cầu thầy phụ quy y cho con đi, không có cái tên Phật không có vô đâu được hết, đói lắm. Thôi lại gốc cây kia phụ quy y cho, văn văn chút đây đông người lắm. Kéo thằng nhỏ rồi lại cái gốc cây kia, cái bà đó bà chừng 50 tuổi ngồi xuống, phụ truyền bà pháp tam quy, đặt pháp danh này, bà lại thầy bà xuất ra. Xong nãy giờ bà nói chuyện, thầy với bà nói chuyện về biết còn học con chứ thầy đâu có quen cái chùa này, không mà con ở Na Uy mà nhỏ lớn không có đi du lịch ở Đài Loan, vậy mà bốc vé máy bay từ Na Uy tới Đài Loan, đây Đài Bắc, bao xe xuống Đài Trung, Đài Trung đi lên cái chùa đó một mình, không có ai hướng dẫn hết. Bây giờ nó xuất ra không biết đường về. Thầy nữa thôi ở đây mai thầy về, thầy cho giang ra Đài Bắc, thầy về Việt Nam này, cô về Na Uy chứ giờ biết đường về, nó xuất ra không biết đường về. 204 năm nó tìm thầy ở bên Đài Loan. Trời đất ơi, đi đâu nó cũng biết hết rồi. Giờ kể ở bên Úc, giờ anh Úc nghe. Bà Diệu Tịnh á, nhà bà có hai người, chồng bà với bố bà, mà chồng bà thì sợ chó, mà bố thì ghét chó. Sáng bà mở cửa thấy con chó phóc của Nhật, nó trắng tươi như bông gòn rồi, ướt xương không, nó lạnh nó rung. Diệu Tịnh nó bây giờ thấy tội nghiệp quá, mà bây giờ nhà mình hai người, người ghét chó sợ chó, sao đem dám đem con chó vô. Nhưng mà thấy tội nghiệp quá không thể bỏ được, bê con chó vô, lấy cái máy sấy tóc gắm điện vô thì cho nó khô đạn, lấy cái thùng cạch tông đựng ra rồi. Sợ hai người đâu thấy. Ba bữa sau cái nó chạy nó đi chơi. Diệu Tịnh mới quan sát coi hai người đó có ý kiến gì không. Không ai kiến gì, thấy bình thường. Thôi cũng được. Rồi đi ra shop mua đồ ăn cho chó. Chó bên nước ngoài không phải như mình đâu. Mình nuôi chó là mình cho nó ăn cái gì thừa của mình. Bên đó là chó nhỏ ăn thức ăn khác, chó lớn ăn thức khác, ớn mèo nhỏ ăn khác mèo lớn. Nghĩa là một con chó là một thành viên trong gia đình, phải mua đồ cho nó ăn chứ không phải ăn đồ dư cặn của mình đâu. Trời ơi, con chó hơn người ta bên mình nữa. Bệnh phải đi vô chèn nước, nước biển. Để cô Phật tử này, con chó nó bị cái xương đó, cái xương trước đi vô trong bệnh viện mổ $21,000. $21,000 đi mổ cho con chó không à. Thế thì mẹ của Diệu Tịnh mất thì thiêu rồi đem cái cốt và gửi chùa Hoa Nghiêm, còn cái hình này đem lên trên lầu thờ. Thì mỗi bữa đó nấu cơm để đem lên bằng linh cúng mẹ. Bữa đó Diệu Tịnh nấu canh bầu, mấy bưng cái mâm nhỏ nhỏ giờ lên lầu cúng, thì con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân Diệu Tịnh lại. Diệu Tịnh nói nó mừng thì nó ngoắt đuôi thôi, bữa nay nó ôm cái chân nó không cho đi à. Xong rồi trở xuống lấy cái giá múc một giá canh bầu để vào cái thau, nó ăn hết rồi, nó liếm mép rồi nó ngon lành vừa được. Diệu Tịnh ngồi quan sát thấy nó ngon lành. Thôi tuần sau đó Diệu Tịnh mới nấu cổ qua hầm đem cúng mẹ, thì nó cũng ôm cái chân lại như lúc trước vậy, mới trở xuống lấy cái dao cắt một cái khoanh cổ qua hầm để trong cái thau, nó ăn hết rồi. Mẹ Diệu Tịnh mới suy nghĩ rằng hồi má mình còn sống, má mình thích khổ qua hầm với canh bầu, thì tại sao con chó này nó ăn canh bầu với khổ qua hầm?
mà chó Tây không có ăn đồ Việt Nam. Thế là Diệu Tịnh mới chụp cái hình con chó đó bằng cái cánh cửa mình đó, dán ở ngoài đó, ai có lạc con chó tới nhận, hoàn toàn không ai lạc con chó hết. Diệu Tịnh mới suy nghĩ con chó cái chân nó bằng cái ngón tay vậy, nó đi được bảo xa, thì chung quanh cái nhà Tây này, chứ đâu nó đi 1-2 cây số, nhưng mà những cái nhà chung quanh đó không ai mất con chó hết, mà con chó ở đâu nó tới đó, nó bằng cái chén ăn cơm mà trắng tươi như bông 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 gọn à. Thế là bây giờ đó, chồng của Diệu Tịnh đi làm về rồi này, bế con chó lên cái ngực đi vòng cái nhà này để xuống. Mà lúc trước á, thấy cái lông con chó không là ói tới mật xanh, mà bây giờ là bê con chó lên cái ngực đi giáp cái vòng để chọn ông già có vô tỉnh ngủ với chó, ngủ với chó. Cái bữa đó thầy tới nhà thầy quy y cho ông với năm ông với ông già nữa, ông là sĩ quan quỵ mà nhà ông có cái cờ ba que nhà ông có kêu cái trời ba que đàng hoàng, sĩ quan của Mỹ hồi xưa. Xong rồi đó mới ăn cơm trưa, thì thầy ngồi một bên này, ông ngồi một bên mà ông ăn có chút à, ông mới đi nghỉ. Thầy Diệu Tịnh mới ngắt nhỏ nên này, sư phụ theo dõi cái bố con ngủ với chó. Thì cái chỗ thầy ngồi tới cái giường của ông á thì khoảng chừng 4 thước thôi, thì ông có cái nôi đẹp lắm, bọc nhung đồ đẹp lắm, thì ông mới ngoắt con chó nó nhảy lên cái nồi đó, ông mới bê con chó ông để đền, ông nằm ông kéo cái chặn ông đắp con chó với ông ngủ luôn à, ông già ngủ với chó. Bây giờ đó là Diệu Tịnh sợ, nhưng mà hai người đó thì thương. Mà lúc trước thì hai người này ghét chó sợ chó, thì bây giờ có câu chuyện đó giải mã sao. Thầy mới hỏi Diệu Tịnh á, lúc còn sống á, bà cái tư trang của bà còn ở đâu có ai biết không? Diệu Tịnh mới nói con biết má con còn vàng thầy, nhưng mà má con cất rồi, hai chị em con không biết, bố của con cũng không biết, bởi vì bệnh ở bên nước ngoài không phải như mình, đưa vô bệnh viện rồi là gia đình không có nuôi. Ở đó họ làm sao họ làm, chừng nào chiều nào họ điện thoại họ báo cho mình biết cái tình trạng bữa nay bệnh sao, chết rồi báo mình tới đã đưa xuống như nhà hoàng. Nó lấy hết cái nội tạng ra rồi nó liệm rồi xong đàng hoàng chở đi thiêu, gia đình mình không biết gì hết. Thì trong cái lúc mà bà sắp chết, bà không có trối trăng được, không có trối trăng cái tư trang của bà để đâu. Diệu Tịnh nói con biết má của con già. Thầy mới kể cho Diệu Tịnh nghe câu chuyện hồi Đức Phật còn sanh tiền. Phật đến cái nhà của vợ chồng cư sĩ rồi đi hóa duyên, mà hai vợ chồng thì không có ở nhà. Con chó ra nó sủa, mà mấy đứa nhỏ nó la không có được, nó sủa dữ, nó sủa nồ, nó muốn. Đức Phật mới kêu tên ông nội của mấy đứa nhỏ đó, con chó nó cụp cái đuôi nó vô nhà, nó nằm im luôn, nó không có sủa nữa. Khi nó nghe cái tên thì bố mẹ nó về, nó mới thuật lại rằng Đức Phật đến nhà mình, con chó ra nó sủa, tụi con la không có được, mà Phật gọi tên ông nội cái nó cụp cái đuôi nó vô nhà luôn, nó không có sủa nữa. Thì hai vợ chồng mới lên kỳ hoàng tinh xá, mới lễ Phật, mới trình bày cái việc lý do tại sao ngày đến nhà con mà không có vợ chồng con ở nhà, con chó nó sủa mà ngày gọi tên bố con. Đức Phật mới nói hai vợ chồng anh về làm như lời của Thế Tôn hướng dẫn thì có kết quả, cho nó ăn một bữa ăn ngon lành thịnh soạn, ăn no xong nó kiếm chỗ nó ngủ, đợi nó ngủ mê vỗ cái lưng nhẹ nhẹ nói bố, cái gia bảo của cái dòng họ này, cái tài sản của cái dòng họ này bố cất ở đâu, bố chôn ở đâu, bố chỉ cho con thì sẽ có kết quả. Thì hai vợ chồng về làm y như lời Phật về đi. Thì con chó nó thức dậy, nó ra ngoài giường, hai chân nó bươi, tức là đào ra đồ gia bảo trong cái gia đình chôn như này. Bây giờ hai vợ chồng mới sợ quá,
Như vậy bố mình chết làm con chó để giữ cái tài sản này, cho nên ai tới nhà nó dữ lắm, nó dữ lắm. Thầy ở nhà thầy có con chó mà Phật tử tới đó nó không có chỗ gần thầy, hãy mà khum xuống nó làm liền, nó sợ bắt thầy. Chắc hồi xưa nó với thầy cũng có cái gì đó. Bây giờ má nó đẻ ra người ta bắt ăn thịt thầy đem về thầy nuôi rồi, mới đẻ ra mà mua cái bình sữa đó về nuôi nó. Bây giờ 3 năm rồi mà ai tới thầy là khum khuống lại là nó làm liền, nó không có cho, nó sợ bắt thầy, nó giữ thầy dữ lắm. Thì cái trường hợp đó chắc thầy với nó hồi xưa cũng cái gì đó, bây giờ nó trở lại nó giữ thầy được. Quý vị thấy không? Cho nên á, hai vợ chồng mới hỏi thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ cái tài sản đó chia hai, một nửa thì để làm từ thiện, một nửa thì để lại cho gia đình sinh sống. Thì một tháng sau con chó tự nhiên nó chết. Câu chuyện của Đức Phật hồi ngày còn tại thế. Câu chuyện thứ hai là bác sĩ Quách Huệ Trâm kể lại trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng ở Đài Loan. Con vụ con chó nè. Cái bà này có cái thằng con mà nó dữ lắm, cho nên chị nó đặt là Tiểu Hổ, là con cọp nhỏ nó dữ lắm, nó hung hăng là dữ lắm. 20 tuổi nó đua xe nó chết. Bà khổ biết bao nhiêu, có thằng con trai mà giờ nó chết. Thì ở trong cái khu phố đó người ta tổ chức cái hành hương, người ta thấy bà cứ ngồi bà khóc hoài, từ ngày thằng con trai bà chết và bà khóc hoài bà không làm gì hết. Người ta mới nói bây giờ tụi tôi cho bà một vé, không có lấy tiền, bà đi thập tự với tụi tôi. Bà nói thôi mấy bà mấy ông đi cho tôi vui sướng, nhưng mà đi con tôi nó chết tôi khổ lắm. Người ta nói nên bà khóc nó có sống không? Nếu bà khóc mà nó sống thì cũng nên khóc, nó đâu có sống. Tôi cho bà cái vé để bà đi thập tự, bà đem cái tên của con bà về chùa cho các sư tụng kinh, đóng u minh cầu siêu cho nó, chứ bà ngồi bà khóc mà được cái gì. Bà nghe vậy bà đi, bà nghe có cái quan hệ con bà mới đi. Thì được, đi được 8 cái chùa rồi, tới cái chùa thứ 8 này lớn lắm, lớn lắm, cửa nẻo giường tược bông hoa kiển vật rồi. Bà mới hỏi thầy Tri Khách cho thầy, chùa lớn quá cửa nẻo đồ, có ai giúp cho chùa không? Chứ làm sao mà nhà chùa làm hết công việc, chùa lớn quá. Thầy Tri Khách mới nói có, ở đây có một người giỏi lắm mà, một mình thôi họ giữ chùa hay lắm. Bà mới nói thầy cho tôi gặp cái người đó đi. Cái ý của bà là bà gặp để bà cho tiền. Thầy Tri Khách mới say qua mới là Tiểu Hổ, con chó làm sao nó chạy tới, nó gặp bà đứng lại, nó khóc. Bà nhìn con chó bà cũng khóc. Ủa, sao ở nhà mình có thằng con ta Tiểu Hổ, ở chùa này sao có con chó cũng Tiểu Hổ? Bà hỏi thầy Tri Khách, ở dưới phố đó họ đem lên họ cho mà nó dữ lắm, cho nên mấy thầy đặt nó là Tiểu Hổ. Bà mới kể chuyện nhà bà có thằng con Tiểu Hổ. Con bà đó con bà đó thôi còn bao nhiêu tiền của về đó, về bố thí đi, rồi này cúng tay tăng cầu nguyện đi, rồi con chó nó có bề về tôi điện thoại báo cho bà biết đem về chôn. Mấy tuần sau con chó nó gã ra nó chết, thầy Tri Khách báo cho bà đem con chó về chôn. Ai ra nhiều chuyện quá. Nhiều chuyện quá. Bây giờ thầy kết luận lại cái việc tâm linh nó biết bao nhiêu cho hết. Ở trong Phật giáo đó nói thế này, tại sao cái người đó chết mấy trăm năm còn? Ở ngoài Nghệ An á, cái công ty Đại Thành đó có một cái bãi đậu xe 6.000 mét vuông mà trắng nhựa như lường lỗ mình vậy đó. Thì có cái mộ ở trong cái phần đất đó mà đâu ai biết. Nhập vô cái anh bảo vệ đó mới trách móc là nhà của ông mà không ai tôn trọng hết.
xe cứ chạy qua chạy lại. Thì cái ông giám đốc mới chạy ra Hà Nội, mới mời cô Bích Hằng vô coi. Bích Hằng là nhà ngoại cảm. Bích Hằng vô đốt nhang đứng tập trung tư tưởng. Bích Hằng mới nói cái hồn thì mục hết rồi, xương mục hết rồi, nhưng mà cái tâm linh của ông còn. Ông Phan Hữu Tùng chết cách đây 600 năm, 600 năm rồi. Nhưng mà Bích Hằng đâu có làm gì được, biết thôi chứ không làm gì được. Thì thầy đi quần pháp ở ngoài đó, thì ông giám đốc lên mới tâm sự với thầy. Thầy kêu thầy xuống ra, thầy kêu bảo vệ ngồi đây. Thầy lên lầu 25, cái văn phòng trên tầng lầu 25. Thầy thắp nhang cho ông xuống, thầy nhập vô anh bảo vệ. Thầy hỏi chết lâu quá ông đi đầu thai, ở gì dữ vậy? Ông mới nói nhà có đệ tử giữ chứ làm gì. Cho nên làm mộ lớn ở đó giữ cái mộ chứ không đi đâu hết. Khổ vậy đó. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói trong cái quyển khai thị số 2 đó, người Phật giáo chúng ta có người thân chết đi cho sớm, đừng có ò e để ô nhiễm môi trường. Đó nè, dân Nam Bộ về để vậy đâu, cả tuần chưa chôn, để hoài rồi ò e mệt rồi, ô nhiễm môi trường. Thiêu tốt hơn chôn, bởi vì chôn làm cái mộ họ giữ, họ không có đi, họ chấp tôi và cái của tôi. Trong đạo Phật còn ngã và ngã sở, cái bình hoa của tôi, cái nhà của tôi, cái mộ của tôi, cái gì cũng của tôi hết á, ngã và ngã sở họ chấp cái đó họ không đi. Rồi để làm lễ 49 ngày theo cái truyền thống của đạo Phật, đem thủy tang là tốt. Hòa Thượng Tuyên Hóa nói, thầy nói lại cho quý vị nghe, ai có nghe không nghe thôi. Chôn gì mà cái cách ở ngoài Nghệ An đó, có một cái làng đó, thầy vô cái nhà đó từ hai bên hông cho tới ở đằng trước cái sân đó chính cái mộ, cách cái chết có 5 tấc. Bây giờ cái người chết họ mới lấn cái nghĩa trang đó, họ xí phần nữa để sao sợ chết không có đất chôn, làm trước một cái nhà mà chính chung quanh thầy đếm là chính cái mộ. Ô nhiễm môi trường, giếng nước cũng ở đó, sinh hoạt cũng ở đó, mộ chôn ở đó, sát hè đó hết trơn. Chánh quyền nói là nói mà không có được, cũng vận động đó, cũng nói cái giải thích cho dân nghe ô nhiễm đó, nhưng mà nói là họ làm chứ làm gì, họ chôn ông bà họ chứ họ làm gì, rồi cũng chịu thua, là chánh quyền cũng bó tay luôn. Thế là cái ông Phan Hữu Tùng chết ở cái mộ đó là 600 năm. Thầy mới đều đành ông 3 buổi chiều, thầy đem cái chùa Tuệ Quang của thầy, thầy có cái chùa ở Nghệ ở Hà Tịnh chỗ lăng của Nguyễn Du đó, đem ông ra về đỡ thầy quy y. Thầy dọn cái bàn thờ ở trên lầu 25 đó, dẹp được hết. 600 năm. Ở Quảng Bình cái ông này 700 năm, 700 năm. Rồi vì đạo Phật nói sao, một nhân không thể thành quả được mà phải nhờ cái trợ duyên. Thí dụ quý vị có cái hạt xoài thì ai cũng nghĩ là cái hạt xoài sẽ lên cái mầm cây xoài, rồi cái mầm này nó lớn lên nó có trái ra nó. Nhưng mà làm sao cho cái mầm cái hạt xoài này nó lên? Quý vị lấy giấy ni lông quý vị gói về cất trong tủ thì xin lỗi 1000 năm cũng không lên được, nó phải nhờ cái trợ duyên đem cái hạt xoài này xuống đất cũng chưa được, phải có nước cũng chưa được, phải có ánh sáng cũng chưa được, có nhiệt được, nghĩa là nhiều cái trợ duyên thì cái hạt xoài nó mới nảy mầm được. Cho nên cái tâm linh này là thiếu cái trợ duyên họ tái sinh không được, ở trong cái thế giới tâm linh này bàn bạc không có ngày đêm gì hết, không có ngày gì đêm. Thế mày cây bông đó ở Hải Phòng đó 204 năm, ông Phan Hữu Tùng ở ngoài Nghệ An đó 600 năm, ông Hồ Cương ở Quảng Bình đó 700 năm. Như vậy rồi mình nói sao, 49 ngày, Đức Phật nói là cái tâm cái thần thức của mình trung bình đủ cái trợ duyên thì trong khoảng đó họ thì tái sanh. Ở đây là cái trường hợp đặc biệt là không đủ cái trợ duyên cho nên không tái sanh được, ở còn đó. Cho nên đối với đạo Phật
thì cái người chết các bụi trở về với các bụi, ăn cổ thổ, quần cổ thổ, cái đó đạo Phật không có quan trọng. Mà đạo Phật quan trọng cái tâm linh, cái thần thức đó. Cho nên mình cầu nguyện, mình làm phước, mình phóng sanh, mình cúng dường, mình tạo cái điều kiện để cho cái tâm linh, cái thần thức này họ tái sanh. Mình giúp cho họ, mình thương cho họ là thương cái phần đó. Cho còn các bụi trở về các bụi, bây giờ nói thiêu nó nóng thì chôn sao không nói ngọt. Trời đất ơi, xây cái kim tỉnh rồi để xuống, rồi đổ xi măng, rồi trét, rồi đẩy lên nó ngọt gần chết. Sao không nói nó ngọt, mình thiêu nó nóng ở dưới sông thì nói nó đủ thứ. Tức là sao cũng được, cái này bỏ, đạo Phật nói bỏ. Cái gì hữu hình hữu hoại, cái trái đất này nó cũng phải qua cái giai đoạn thành trụ hoại không, cái con người này phải sanh già bệnh chết, cái quy luật khách quan tự nhiên không ai tránh khỏi hết. Nhưng mà đạo Phật nói là riêng con người thì cái phần tâm thức của họ cộng với cái nghiệp này nó dẫn đi tái sanh. Nếu họ làm cái việc thiện thì nó dẫn đi vào con đường thiện tái sanh, làm việc ác thì nó dẫn đi vào con đường ác để tái sanh. Cái nghiệp và cái thần thức này còn. À, là cho nên mình cứu độ là cứu độ cái phần tâm thức đó, cho còn cái thân xác của mình bỏ đi. Thầy thí dụ nè, bên Ấn Độ 1 tỷ mấy người rồi. Ấn Độ chứ Trung Quốc, nhưng mà có cái mộ nào đâu. Thầy đi Ấn Độ 21 ngày thầy đâu thấy cái mộ nào đâu. Thủy tang, điệu tang, quả tang gần sông Hằng đem rước sông Hằng bỏ, rồi nó sình ương canh kê nó ăn, rồi xương nó xuống dưới sông Hằng đó là siêu thoát. Ở xa rồi đem trong cái hốc nồi đó bỏ canh kê nó ăn, Đức Phật lại đóng xương khô, đó là điểu tang, không có thổ tang. Còn mình ở đây là đem chôn đồng mất đất rồi, làm thêm cái lăng cái mộ nữa. Ngày mai mốt là nó đặt nghẹt không có chỗ ở, nó rồi dành với người chết ở nữa đó, đúng không? Trên thế giới chỉ có Việt Nam mồ mả là nhiều. Thầy đi hết rồi không có. Ở nước ngoài không có, đi một cái đồi, cái miếng nhỏ nhỏ bằng 2 bàn tay vậy cắm cho là thầy, không có ai làm mộ đâu. Ở nước ngoài không. Các vị lãnh tụ, các vị lớn rồi, quốc hội rồi là tổng thống rồi thì nó làm, chứ còn nhưng mà Nehru ở bên Ấn Độ có đâu có đâu, cái bãi cỏ vậy có cái miếng đá vuông vậy nằm đó, chứ đâu có làm cái lăng làm mộ gì lớn đâu. Ra ngoài Huế mà coi, trời Phật coi, ra ngoài Huế cái lăng 2 tỷ mấy, họ bồi họ tranh với họ Nguyễn, họ Nguyễn họ tranh với họ Lê họ tranh với họ Đỗ, nghĩa là làm lăng. Nước ngoài họ gửi tiền về cái lăng nào lăng nấy, nó như cái chùa vậy đó. Tôi nói ủa cái làng gì mà chùa dữ vậy, đâu có chùa, cái mộ trồng phụng đồ đấy đủ thứ chuyện hết, làm dữ dằn. À gì đẹp vậy. Thì quý vị thấy là cái tâm linh này vậy đó, tức là đủ cái trợ duyên thì nó mới tái sanh được, mà thiếu cái trợ duyên là không tái sanh được. Cho nên nói cái việc này đó, thì cũng xin nói lại đó, Đức Phật nói kinh Di Đà cũng có người không tin, đúng không? Họ nói cực lạc họ không thấy, họ không tin. Cái người tu của mình mà kinh Di Đà không có tin, nước cực lạc không có tin, vậy họ không thấy. Thế thì cái tâm linh này cũng vậy. Cho nên cái người nào họ chứng kiến, cái người nào họ nằm trong cái hoàn cảnh đó thì họ mới tin. Còn nói bình thường họ không tin. Đức Phật nói kinh Di Đà ta không tin, nói nước cực lạc ta không tin, mà mình nói cái chuyện tâm linh, cái cô giáo còn nói tôi không tin, tại tôi không thấy, họ không tin. Ở đây chưa thấy cho mẹ này, chưa thấy. Thôi thì hết giờ, để dịp khác. Già rồi nói nhiều đó rồi đuối rồi. Bây giờ thầy giảng hay lắm, thầy khỏi coi đồng hồ, tới giờ thầy biết là nè, ở dưới này nó trắng hết á,
Thầy dọn như này không thấy đầu người ta nó trắng là thầy biết tới giờ đúng không vậy? Thầy lúc bây giờ tôi 13 tuổi. Mới 13 tuổi tôi vào chùa. Thì năm đó tôi đi xuất gia là 17 tháng 11, tức là chưa Tết. Năm 13 tuổi còn tháng nữa tới. Tôi xuất gia ngày vía Đức Phật A Di Đà, cho nên bây giờ tôi tu pháp môn Tịnh Độ. Tôi vô chùa. Thế thì chùa tôi ở nhà quê, quý vị biết là chùa xưa bàn nhiều lắm. Mà còn nhỏ mà vô chùa thì chiều có mấy đứa trẻ ở xóm nó tới nó rủ bắn bi thải đáo. Tụi đó thì cái trò chơi đó thì hấp dẫn rồi. Thì thông thường thì chùa chiều đó là có một cái chén cháo để cúng cô hồn, gạo muối nước và một chén cháo, cũng có cái khai vậy, lo bắn bi mê chơi quá. Tới đồng hồ nó gõ 4 giờ thầy tôi mới gọi, thì tôi mới vô đi mặc áo tràng đi công phu. Thì đâu có cháo đâu mà cúng, mới xuống với nhà trù mới lấy cơm nguội bỏ rồi cái chén cái chế nước lạnh vô, lấy cái muỗng quậy quậy cho nó tan mấy cái hạt cơm nguội đó, bưng lên cúng. Thì mình con nít mà, mình cũng nghĩ lại cái chuyện đó, mình làm cũng có cháo rồi cũng có gạo có muối, nhưng mà mình gạt với phần tâm linh không có được, mình gạt không được. Thế thì tôi bưng một tay thì bưng cái mâm gạo muối cháo đó, một cái tay bên đây thì bưng cái đèn trong đặt lên thắp nhang. Thì lên tôi để cái mâm cháo để đó, mở cái cửa ở phía ngoài để ra ngoài cái bàn tiêu diện ở ngoài đó, đem cái mâm cháo ra ngoài cúng. Thì khi tôi trở vào đó thì tôi thấy chùa tôi là cứ góc cột có chú nít, góc cột có chú nít áo vàng có áo đỏ có. Tự nhiên tôi cảm thấy sợ, nhưng mà cố gắng dòm thử coi có đứa nào quen không. Vì mình đi chọi đáo vô đó, mình bắn bi với nó, dòm thử coi có cái cậu nào quen với mình không. Thế là tôi dòm hết, không ai quen hết. Rồi thế thì mấy người đó họ dòm tôi dòm họ. Cũng cố gắng dòm. Đến chừng mà tôi không thấy ai quen hết thì hồn vía nó bay mất hết. Bây giờ quý vị biết tôi bò xuống từ chánh điện, tôi bò xuống tới nhà hậu tổ mà tôi câm luôn, tôi nói không được. Tôi tìm thầy tôi mà tôi câm, tôi nói không được, sợ quá. Thầy tôi đến đỡ tôi dậy, cũng an ủi, hỏi chuyện gì, lắc đầu nói được. 2 ngày sau tôi mới nói được. Thì 2 ngày sau đó tôi mới bộc bạch cho thầy tôi, nói con lên chùa chưa đốt nhang, mới bưng cái mâm gạo muối ra ngoài bàn ông tiêu để con dòm ở mỗi góc cột chùa con cậu bé mà áo vàng áo đỏ đủ thứ, con dòm coi có đứa nào quen, con thấy đứa nào quen con sợ quá. Thầy tôi mới nói ra, mày không có cúng cháo. Thầy tôi nói mày không có cúng cháo. Thế thì tôi mới nhớ lại là tôi không có nấu cháo mà lấy cơm nguội bỏ vô cái chén đó, đổ nước lạnh làm cháo. Thì thầy tôi mới nhắc là mày không cúng cháo. Thì cô hồn chứ ai. Tôi không cúng ho là. Thế thì tôi mới nói bạch thầy, con không có cúng tại con bắn bi với tụi nó rồi, thầy kêu con sợ không có cháo cúng, con lấy con nguội cũng đổ nước vô. Thôi bây giờ con nhận cái khuyết điểm đó, mai con nấu cháo con cúng lại. Thầy tôi nói mày cúng không có được đâu, tao cúng cho mày cúng không có được.
mày làm sai mà mày sao mày cúng? Thôi mai mày nấu đi rồi tao cúng lại cho. Đại khái như vậy. Thế thì 13 tuổi mà tôi giáp mặt với cái phần tâm linh, mà tôi thấy họ rõ ràng. Mấy con nít không có nói dối. Đó là lần thứ nhất tôi mới có một cái suy nghĩ rằng như vậy là đời sống của con người bằng xương bằng thịt thì có một cái đời sống tâm linh họ giống như mình, họ hiện hữu như mình. Tôi thấy họ trợn mắt họ nhìn tôi mà. Tôi cố tôi nhìn họ, cái nhìn của tôi đó không có tò mò, nhưng mà thử xem có đứa nào quen với mình bắn bi hay không. Đại khái như vậy thì tôi thấy họ dòm tôi. Như vậy cái đời sống tâm linh của họ đâu có khác gì mình đâu. Đến cái lần thứ hai nữa là thầy tôi cho xuống cái trường Lưỡng Xuyên Phật học, học sơ cấp, chùa cũng hoang vu lắm. Thì quý hòa thượng mới mở cái trường Phật học, mượn cái chùa Lưỡng, lấy cái chùa Lưỡng Xuyên làm cái trụ sở. Thì về đó mới lo học, dọn dẹp rồi quét tước này kia khác nọ, mới làm chay. Thì quý vị biết rằng là quả đường dài như thế đó, 5-3 dải bánh trái rồi dọn lên đó hết, thì chuẩn bị dọn lên bàn Phật thì bánh trái nó xuống đất cũng sắp hàng ngay thẳng hết vậy đó. Thì ông đậu hữu này thì đổ thừa ông đậu hữu kia, ông đậu hữu nọ. Thế mà bánh cắp, bánh cúng, bánh quy, bánh ít gì ở trên quả đường xuống dưới đất, nằm hết dưới đất cũng ngay hàng thẳng lối vậy. Thì ai mà dám làm chuyện đó? Quý vị cứ nghĩ là chư tăng thì không có ai hết, ít lắm, thời xưa ít tu lắm. Mà cư sĩ không, mấy ông cư sĩ đến làm cái công quả rồi mấy ông dọn lên để chuẩn bị bưng lên trên chùa cúng, thế thì xuống dưới đất hết. Thì tôi chứng kiến cái việc đó. Đến ban đêm thì khi mà chùa đánh trống rồi đó thì đem chuông, dùi mỏ, dùi trống cất hết. Thế mà ở ngoài xóm đó là họ nghe chùa đánh trống, họ chạy tới họ mới hỏi chùa cúng cái gì mà ban đêm đánh trống. Chùa nó không có, chùa cất trống, chuông trống hết. Thế thì trong chùa không nghe tiếng trống mà ở ngoài xóm ta nghe đã trong chùa đánh trống, họ chạy tới họ hỏi chùa cúng cái gì. Bởi vì thường thường đó, trong cái thông lệ của nhà chùa, nếu vị trụ trì mà tịch đó, là đánh 3 hồi trống, đánh 3 hồi trống bát nhã, nhưng mà không có đánh đại hồng chung, thì cho chòm xóm người ta biết cái báo hiệu đó là vị trụ trì đã viên tịch. Cho nên ở hai xóm họ sợ rằng thầy trụ trì tịch nghe đánh trống mà không có đánh chuông. Mà tới hỏi thì nhà chùa rồi dù chuông đem cất hết, không có ai để ngoài. Thế thì đó là lần thứ hai tôi nói chuyện chùa không đó. Lần thứ ba là chúng tôi về Huệ Nghiêm học Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Thì khi đó là cái hội an dưỡng địa của chùa Ấn Quang, mà Hòa Thượng Thiện Hòa thì mua một cái vườn đào ở phía ngoài đó để cất cái trường Phật học, nhưng mà mua không được. Thì cuối cùng hết, tức là phải mượn cái đất của an dương địa cất cái trường Phật học. Thì chúng tôi về đó, chúng tôi học Hòa Thượng Đồng Quy là giám sự. Thì tôi với thầy Chân Thanh này, Thượng Tọa Chân Thanh tịch rồi đó, tôi với Thượng Tọa Chân Thanh làm hương đăng. Học thì học trường Bồ Đề Nguyễn Khuê. Quý vị biết rằng đi học về áo ướt hết, mà ngày xưa nghèo lắm, có một cái áo thôi. Thì hai anh em phải xuống dưới bếp đó, giặt xong rồi hai người mới nắm giặn cái áo lại cho nó thật khô, rồi mới lấy bằng ủi bỏ than ủi tới ủi lui, ủi chừng nào cái áo nó khô đặng sáng đi học. Có cái áo một, áo nhật bình. Thì cũng cái kiểu đó là cũng không có cúng cháo cúng gạo mua gì hết, lo ủi cái áo không thì không có làm chuyện đó rồi. Thì Hòa Thượng Đồng Quy mới, ngày ở dưới phòng ngài đó, ngài thấy con nít ở đâu mà đông thật là đông. Mà cái an dưỡng địa cái thời đó là quý vị, từ ở ngoài quốc lộ 1 đi vô trong cái bờ cái hàng dương đó là
không có một bóng người. Ở phía sau là mồ mả, mà đồng trống ruộng hai bên không có một bóng người nữa. Thế thì con nít ở đâu? À, thì hòa thượng mới kêu tụi tôi xuống. Hòa thượng hỏi mấy chú có cúng cháo không? Mà tụi nó tới đây nó bao dây, nó kêu, nó nói là không cho nó ăn. Thế thì bây giờ hai anh em tụi tôi phải khai thật, nó thưa hòa thượng đi học về ướt áo ướt, không có, không có thời giờ cho tụi con phải lo để ủi cái áo đặng mai đi học, cho nên không có cúng cháo. Hòa thượng nói mai xuống nói nhà bếp mai nấu cháo đem hòa thượng cúng. Đó nào, mấy chú lơ sơ là không có được đâu, họ linh lắm đó. Như vậy là quý vị thấy cái khoảng thời gian không lâu lắm mà ở tại nhà chùa, tôi trực tiếp và biết, hiểu biết được về cái phần tâm linh. Như vậy, người sống là chúng ta có hai cái phần như tôi nói trước, tức là tinh thần vật chất. Nhưng mà khi con người chết rồi, cái phần thể xác của con người tiêu tan hết, thì ở thế gian này có hai cái sự ngộ nhận rất là đáng tiếc. Hai cái ngộ nhận ở thế gian này. Cái ngộ nhận thứ nhất là con người bằng xương bằng thịt, chết rồi thì cát bụi trở về với cát bụi, không nhân không quả, không có báo ứng, không có đời sau, vân vân. Đó là cái ngộ nhận thứ nhất. Thế thì suy nghĩ như vậy là quý vị thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Nó trái với luật nhân quả. Như vậy cái người tu cả cuộc đời tu nhân tích đức, đạo cao đức trọng, chết rồi cũng hết. Còn một cái người là cướp của giết người, cùng hung bạo ác, chết rồi cũng hết. Như vậy là trái với nhân quả. Hiểu như vậy, tin như vậy là trái với nhân quả. Thế thì đối với xã hội không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Tức là luật pháp của nhà nước ta cũng phải căn cứ trên luật nhân quả, người ta làm luật. Ai có tội thì trừng trị, ai có công thì thưởng phạt. Như vậy là rõ ràng nhân quả. Chứ không thể cái người làm thiện làm phước mà ngang bằng với cái người giết người là chuyện vô lý. Xã hội chúng ta không chấp nhận điều đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rõ ràng luật pháp của nhà nước phải căn cứ trên luật nhân quả, họ làm luật. Còn luật nhân quả thì không cho phép chúng ta suy nghĩ rằng chết rồi là hết, cát bụi trở về với cát bụi. Vô tình chúng ta đồng hóa giữa cái thiện cái ác bằng nhau. Tôi ví dụ thế này quý vị thấy. Chúng ta có cái chén, chén ăn cơm đó, người ta làm bằng đất sét. Chứ gì? Ta làm đất sét, ta nung. Thế bây giờ cái chén nó bể thì cái tên cái chén không còn, cái danh từ cái chén không còn. Nhưng bây giờ nó còn cái gì? Nó còn chất đất sét. Mà cái chén bể ra nó tên cái gì đó, chứ nó không còn tên cái chén được. Tức là nó thay hình đổi dạng, chứ sao nó mất được? Nó không mất được. Rồi cái bình bằng pha lê, thì khi mà cái bình nó bể đi thì cái tên cái bình nó không còn, mà cái chất pha lê nó còn. Cái chất pha lê nó còn. Bây giờ nó là tên gì đó, chứ không tên cái bình, không tên cái chén nữa. Nhưng mà cái chất pha lê nó còn, chất đất sét nó còn. Thế thì vật chất nó không mất rồi. Cái vật chất nó không mất rồi. Nó chỉ thay hình đổi dạng thế thôi. Như vậy là cái sự ngộ nhận là con người chết rồi là hết. Thế này, cát bụi trở về với cát bụi. Cái ngộ nhận thứ hai tức là con người chết rồi, cái linh hồn vẫn còn mãi là con người. Đây là vấn đề mà chúng ta cũng phải cần tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng một chút. Chứ không thôi nó mình lơ mơ ở chỗ này nó cũng thiếu cái gì, thiếu cái sự thật. Thế thì bây giờ người đó họ còn sống, họ làm ác,
Họ chết rồi linh hồn của họ vẫn là con người. Rồi người B kia họ tu hành đạo cao đức trọng suốt đời, ăn chay niệm Phật, chết rồi linh hồn họ vẫn cũng là con người thì tu làm gì? Cất chùa làm gì? Quý vị nhớ rằng khi Đức Phật mà Ngài xuất hiện tại Ấn Độ, Ngài thành đạo tại Ấn Độ, thì Ấn Độ họ có hàng trăm cái tôn giáo khác nhau. Chúng ta nhớ chỗ đó. Như vậy là Ngài thành lập một cái đạo nữa thì nó rối cho người ta thêm. Người ta có đạo rồi, hàng trăm cái đạo chứ không phải là một hai đạo. Thế thì Ngài thành lập một cái đạo nữa thì tôi thấy rằng nó chuyện nó rối thêm thôi. Đạo mà, một tôn giáo mà, thì có cái gì khác hả? Phải có cái gì khác hả? Vì vậy cho nên á, là chúng ta đồng hóa giữa thiện và ác, hai cái sự ngộ nhận này là một cái điều rất tai hại cho xã hội, bất lợi cho xã hội. Như vậy người họ làm ác và cái người làm thiện không thể bằng nhau được, không thể đồng hóa được, mà thiện là thiện, ác là ác. Bây giờ nói cái linh hồn, nói linh hồn thực ra thì nó là mê hồn thì đúng hơn, chứ nó linh thì không đúng, nó là mê hồn thì đúng. Nói cái linh hồn, theo cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam chúng ta, đây là chúng ta nói theo cái truyền thống, cái văn hóa, cái đạo đức của người Việt Nam. Ông bà chết thì con cháu lập bàn thờ thờ. Tại sao nó thờ? Là vì người Việt Nam có cái đạo thờ cúng ông bà, cái đạo này, cái truyền thống này trước khi đạo Phật truyền vào Việt Nam. Mình có 4.000 năm văn hiến thì cái đạo này cũng có 4.000 năm văn hiến. Đạo Phật truyền đến Việt Nam mới 2.000 năm. Như vậy khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì người Việt Nam họ có cái đạo rồi. Đạo này lớn lắm, cái đạo này linh thiêng lắm. Đấy nè, cái đạo này của người Việt Nam. Như vậy người Việt Nam đó đâu cần đạo Phật phải dạy họ, mà họ có đạo rồi. Thế thì cái điểm đặc biệt của đạo Phật là đạo Phật đến với dân tộc này, đạo Phật không bài xích, không chống đối, không chống đối, mà lại hòa nhập, không chống đối. Như vậy cái đạo của người Việt Nam là đạo gì? Thờ cúng ông bà, cha mẹ chết, người ta làm bàn thờ ta thờ, không đạo gì hết. Chúa cũng không, Phật cũng không. Nhưng mà cái căn giữa của cái nhà người Việt Nam là có bàn thờ gia tiên, họ thờ tổ tiên ông bà của họ. Ngày Tết Nguyên Đán, ngày giỗ, ngày chạp, hương đăng quả phẩm, nghĩa là trang nghiêm. Họ có cái đạo rồi. Thì như vậy là người Việt Nam tin rằng người chết có linh hồn. Thế thì cái linh hồn này người ta thờ cái linh hồn. Thì như vậy là bát nhang, rồi ảnh, mình nói ông bà mình nữa đó. Đó nè, thật ra thì ông bà mình đâu phải là cái bát nhang, đâu phải là cái hình, nhưng mà cái sự tượng trưng, sự tin tưởng về mặt đạo đức của người Việt Nam, đó là ông bà mình. Ai đến dời cái bát nhang, ai rinh cái hình thì mình chắc chắn mình không chịu được. Nhưng mà đâu có ông bà mình đến đó. Tôi nhớ có một lần tôi đi giảng ở Bến Tre, qua cái phà Rạch Miễu, lúc đó chưa bắt cái cầu. Tôi ngồi tôi chờ phà, có cái anh bảo vệ, anh tới anh ngồi gần tôi. Anh nói tôi thắc mắc lâu quá mà không có ai tôi hỏi hết. Thì hôm nay sẵn cái dịp là thầy chờ phà rồi, thầy trả lời giúp tôi. Tôi thắc mắc, tôi nói anh cứ nói. Thế thì mình người sống mình cúng người chết thì người chết họ có ăn không? Mà tôi thấy rằng ở nhà má tôi cúng đâu có ai ăn đâu. Mà nhà má tôi là ở nhà từ đường. Một năm 12 tháng má tôi dỗ 14 cái dỗ. Lớn nhỏ 14 cái dỗ. Tôi thấy không ai ăn hết.
Như vậy mình cũng có ích lợi gì. Anh hỏi tôi về, tôi mới nói đâu có. Thế thì bây giờ tôi đặt vấn đề nha. Nếu anh bưng cái mâm đồ ăn lên anh cúng ông bà mà ông bà về ăn hết thì anh tính sao? Anh dám cúng không? Anh nói không dám. À, thì vậy đó, không dám, cho nên mình bưng xuống mình ăn. À, ăn rồi cúng cứ vậy thôi.